Bữa nay mọi người cùng với Tú làm cái món bánh tráng mà còn có tóp mỡ ở trong này nữa nha. Cực kỳ ngon mà cực kỳ đơn giản luôn. Hồi sáng ba Tú đi chợ mua được cái tảng mỡ này ngon quá trời. Nhưng mà Tú quên dặn là đừng có lạng cái da, nên là bữa nay Tú làm không có da giòn nha. Tùy theo ý thích mà mọi người cắt miếng mỡ cho nó to hoặc là nhỏ. Rồi bây giờ mình bắt lên bếp và mình thắng mỡ nha. Bữa nay Tú thắng mỡ cho nó vàng vàng xíu, như vậy thì nó mới giòn. Một lát nữa ăn vô nó rất là ngon luôn. Mọi người nghe tiếng tóp mỡ nè. Hành lá thì Tú cắt nhỏ ra, tận dụng cái mỡ heo còn nóng thì Tú chế vô luôn. Hồi bữa bà Dạng nói là muốn ăn bánh tráng với là muối tôm tận gốc ở Tây Ninh luôn. Cái là Tú nhớ ngay tới Tinh Nguyên liền luôn á. Bánh tráng này với muối tôm là được sản xuất tại Tây Ninh luôn, nên là rất chuẩn cái đặc sản của Tây Ninh nha. Bánh tráng Tú cắt nhỏ ra rồi, bây giờ Tú cho mỡ hành, cho con ruốc rồi trộn đều lên. Bữa nay làm bánh tráng nên là Tú chọn muối tôm. Trời ơi, mở cái hũ ra là thơm lừng luôn, đúng là chính gốc của Tây Ninh luôn á. Mình đổ lên cho vừa ăn đi, rồi ra Tú lụm mấy tép tắc vô nè, chế nước cốt tắc lên. Muốn ăn bao nhiêu tép mỡ thì để vô. Trời ơi, trộn đều thiệt là ngon luôn. Có bạn nào coi tới đây mà thèm chưa? Chứ Tú mà ngồi coi lại cũng thèm lắm luôn đó. Bữa nào nhớ làm thử nha mọi người.